nó đập trong trọng á. Căn nhà tại địa chỉ 172/183/79 An Dương Vương, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh bị đập phá vào chiều 14 tháng 5 năm 2019, được người dân địa phương ghi lại. Khoảng 30 công nhân và bảo vệ mặc áo của công ty Lê Thành cùng máy móc đang san phẳng căn nhà và cây cối trong khu đất. Hoạt động này diễn ra ngang nhiên, không bị ngăn cản bởi bất cứ một lực lượng nào. Vợ chồng ông Quang, người cư ngụ trong căn nhà bị đập, cho biết căn nhà bị người của công ty Lê Thành phá trong lúc gia đình ông đi làm vắng và công ty này không hề thông báo trước cho gia đình ông. Chưa từng thấy, từ nào tới giờ thì tôi quá sợ, thiệt bây giờ đồ đạc, quần áo tôi không có bận luôn, gà vịt gì nó ủi tan nát hết trơn luôn. Nói là tài sản này của nó phải là của tôi. Nó gào lại không cho tôi vô luôn. Chị xin nó vô lấy dọn đồ ra, nó không cho. Nó nói là của nó không có cho. Rồi bữa đó là chị bức xúc quá, chị khóc luôn em. Em chưa thấy cái cảnh đó là em đau lòng lắm luôn. Dục tứ tăng hết trơn, không có còn gì để nói hết. Những người hàng xóm chứng kiến sự việc cũng hết sức bức xúc. Khi tôi qua đây thì tôi thấy là đồ đạc bà con người ta ở đây. Ta ngồi đây ta khóc là của anh bảo vệ đó đó. Đứng ngồi ở đây khóc la làng ở đây lên, la làng la sớm luôn. Nói sao mà quá ác mà lùa đập nhà cửa của người ta. Vợ chồng ông Quang cho hay căn nhà và khu đất này là của gia đình bà Huỳnh Thu Nga. Bà Nga cho nhà ông Quang ở nhờ đã hơn 20 năm nay với nhiệm vụ trông giữ toàn khu đất cho gia đình bà. Ông Quang ước tính tổng thiệt hại tài sản của gia đình ông khoảng 100 triệu đồng. Bên công ty Lê Thành là không có báo trước cho phường. Khi phường tới hiện trường thì sự việc nó đã xảy ra gần xong rồi. Thì phường lập biên bản để ghi nhận có cái sự việc đó xảy ra thôi. Tại một buổi chia sẻ thông tin với các cơ quan truyền thông, ông Nghĩa, giám đốc công ty Lê Thành cho rằng căn nhà nằm trong phần diện tích ông đã mua nên ông có quyền đập phá và rào lại. Đầu tiên nói, đất của chúng tôi, tôi bảo vệ lợi ích cho người con trai của chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi bảo vệ lợi ích quyền dùng cho của mình, nếu không có ai đặt cả, nếu không có tôi cái quyền giải quyết. Điều lạ là ông Nghĩa cho rằng ông Quang đang cư ngụ bất hợp pháp trên đất của mình đã mua. Nhưng ông Nghĩa không chỉ ra được căn nhà đó có vị trí ở đâu trên bản đồ xác định vị trí đất đã mua của ông. Không có đặt giới và chưa ai đo, bản thân cũng không đo và không biết chính xác ở vị trí nào. Gia đình bà Nga cho rằng căn nhà bị đập nằm trong đất kênh rạch. Gia đình bà đã quản lý sử dụng từ trước đến nay, hiện chưa được cấp sổ nên không bán cho ông Nghĩa. Dù là nhà ở thuê hay là ở tạm hay là ở gì thì đó là nơi ở của công dân và được pháp luật bảo vệ. Trong trường hợp mà họ xâm phạm đến chỗ ở đó thì là bị vi phạm pháp luật. Thì đó là tội hủy hoại tài sản hoặc làm cố ý hư hỏng tài sản theo quy định Bộ luật hình sự hiện hành. Cho đến thời điểm hiện nay thì không có văn bản vi phạm pháp luật nào mà cho phép một cái tổ chức kinh tế, một cá nhân nào đó mà tức là nghĩa là làm thay cái việc của cơ quan thẩm quyền. Nghĩa là anh tự động tổ chức lực lượng cưỡng chế, anh tự động là xuống anh đập phá nhà người ta, anh cưỡng chế, anh trục xuất người ta ra khỏi nhà. Thì như vậy rõ ràng hành vi đó là không phải gọi là vi phạm pháp luật đơn thuần mà nó là cái hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hiện gia đình ông Quang đã gửi đơn tố cáo ông Nghĩa và nhóm công nhân về hành vi phá hoại tài sản, xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp tới cơ quan công an và đã được thụ lý.